Hello, xin chào anh chị và các bạn. Kha đang có mặt tại dự án Lumiere Riverside của tập đoàn Mesterai nằm tại vị trí An Phú Thảo Điền, và Kha đang đứng tại con đường song hành. Dự án chúng ta đã hoàn thiện hầu như là đến 90% rồi, chỉ còn khoảng tầm vài tháng nữa thôi là cuối năm nay, năm 2023 thì dự án sẽ bàn giao đến khách hàng những căn hộ đầu tiên. Trong tháng này, chủ đầu tư Mesterai mở bán 18 căn shop house tại vị trí vô cùng đắc địa. Thì ngày hôm nay Kha sẽ đưa mọi người tham quan xem chi tiết những căn shop house của chúng ta như thế nào nha. Mặt tiền của chúng ta nằm tại đường xa lộ Hà Nội. Việc di chuyển đến quận nhất trung tâm chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút thông qua cầu Sài Gòn, và mọi người thấy lượng xe di chuyển rất là cũng thông thoáng và không đến nỗi quá kẹt xe. Ở hướng ngược lại thì mọi người có thể di chuyển đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hoặc là di chuyển về Đồng Nai Bình Dương. À, tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên cũng đi ngang qua dự án của chúng ta. Đây là mặt tiền đường của đường song hành nha mọi người. Và bên cạnh chúng ta là xa lộ Hà Nội vừa được đổi tên thành Võ Nguyên Giáp. Bên kia đường là chúng ta là sẽ có tòa Estella Hay và Cantaview. Về phía trung tâm quận nhất chỉ mất khoảng tầm từ 5 phút. Đây là sảnh của những căn office bên trên. Ở dưới sẽ có những căn shop house phục vụ cho những chuyên gia tại nơi đang làm việc bên trên và cư dân ở trên xuống khu vực này. Là khu vực này sẽ tập trung rất nhiều ngân hàng lớn, những công ty tài chính, những công ty nước ngoài tại nơi này. Thì bây giờ mọi người nên quan tâm và tìm hiểu một căn shop house cho riêng mình nha. Và đây là thực tế con đường song hành trước mặt dự án. Bên trái chúng ta có những căn shop house đang được hoàn thiện. Khi mà đường song hành này đi hai chiều cho nên việc di chuyển đi vô sử dụng dịch vụ bên trong shop house cũng vô cùng dễ dàng. Và tự tin khẳng định cho mọi người là một trong những dự án tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đang được xây dựng rầm rộ và chuẩn bị bàn giao từ đây đến cuối năm. Sắp tới đây thôi thì có rất nhiều thương hiệu từ ăn uống, giải trí, thời trang nổi tiếng về tại nơi này và tạo một cái khu phố mua sắm mới, nơi check-in mới dành cho tất cả mọi người, không chỉ cư dân quận 2, cư dân dự án và toàn bộ những cư dân bản lai tại khu vực này. Ở vị trí mặt tiền là tập trung những căn office và khối đế của các office là những căn shop house. Và trong đầu năm sau thì những căn office đầu tiên và những căn shop house cùng nhau kinh doanh. Thì Kha cũng hy vọng là được làm việc tại những căn văn phòng như thế này. Công ty đặt tại nơi này thì khi đi về nhà tại Đồng Nai hay là tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là dễ dàng, không phải là sợ đi ngoằn nghèo đường xa nữa. Mọi người thấy là căn góc của chúng ta có thiết kế là hai tầng khác nhau riêng biệt, thoải mái kinh doanh. Và bên trên là chúng ta sẽ có những khối tháp của office. Và hiện tại bây giờ thì những căn shop house này có giá trị vô cùng giới hạn, chỉ có một vài căn mà thôi. Nếu anh chị thích căn góc quá, hãy nhanh chân đặt chỗ từ ngay bây giờ nha. Bên trong dự án là bao gồm toàn bộ khu vực công viên, khu vui chơi trẻ em, khu vực cộng đồng, thảm cỏ, vân vân. Thì anh chị nào muốn có một căn shop để kinh doanh cửa hàng tiện lợi và bán những cái mặt hàng mỹ phẩm, spa, làm nhà trẻ thì có thể chọn những căn shop mặt trong. Anh chị thấy sao? Dự án của chúng ta quá đẹp. Thì bây giờ anh chị đã lựa chọn cho mình căn nào chưa? Thì Kha sẽ hỗ trợ cho anh chị về chương trình bán hàng, về chương trình cam kết thuê và ưu đãi lãi suất. Thì hãy vui lòng liên hệ Kha qua số điện thoại 0858 888 808. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.